Trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 1 đến câu 3 có chép: Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nói theo: hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất.